Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn nào mà đang sinh sống ở Canada mà có ý định mua nhà ấy, thì nên biết điều này, chứ không thì giống như người mình biết là rất bị thiệt thòi. Bởi vì là luật của mua bán nhà đất nhà cửa bên này ấy, thì thông thường ấy là các bạn nếu như mà các bạn muốn trao đổi nhà, các bạn bán nhà và các bạn mua một căn nhà khác mà các bạn đưa cho cùng một showman, thì khi mà các bạn mua nhà thì người ta phải cho lại tiền mua đất các bạn là 1 chấm. Còn nếu như bạn nào ấy mà không có bán nhà mà chỉ có đi tìm mua nhà không thì là phải cho 0.5 chấm. Thì mình cứ giả tỉ như thế này cho các bạn dễ hình dung, là ví dụ các bạn mua một căn nhà 1 triệu mà các bạn vừa bán vừa mua thì các bạn sẽ lấy lại, người ta sẽ phải cho lại các bạn 10.000. Còn nếu như bạn nào mà chỉ đi tìm mua nhà không thì các bạn là được lại 5.000. Thế nhưng mà mình khuyên với các bạn là như thế này, hãy đi salesman, tìm cái người salesman nào mà người ta có tâm, người ta có đức, mà người ta nhiệt tình, chứ đừng đi salesman mà người quen biết. Bởi vì là nhiều mình đi salesman người quen biết thì các bạn cũng đừng ngại, hãy lên hỏi trước là người ta có cho lại mình phần trăm như vậy hay không, chứ đừng như một cái người mà đã trải qua. Bởi vì là người ta từ xưa đến nay cái luật mua nhà nó là như vậy. Thế nhưng bởi vì người ta nghĩ là người ta đưa cho người quen, con cháu trong nhà thì để ủng hộ, thì người ta cũng không có đặt vấn đề lúc đầu mà mua nhà là phải cho lại như thế vậy. Thế khi mà người ta mua căn nhà xong, cái người kia hầu như là không cho, mà đáng đúng ra cái người kia là phải cho lại cái người mà mình biết này là phải là 8.000. Nhưng các bạn tưởng tượng là người ta ăn luôn, người ta cho lại đúng được, nói không cho thì không đúng, mà người ta cho lại được có 1.000 bạc đấy các bạn. Mà các bạn tưởng thế nào, 8.000 các bạn cho lại 1.000, cái 8.000 nó không phải là số tiền nhỏ. Thế nên mình khuyên những bạn nào mà đang sinh sống ở Canada hoặc bất kỳ một nước nào đang có ý định mua nhà ở Canada, thì các bạn hãy biết điều này và khuyên các bạn là không nên đi người quen. Tốt hết là tránh ra. Người quen biết, anh em bạn bè như nào đấy thì là tốt hết là tránh ra. Còn nếu như các bạn mà muốn đi người quen thì mình khuyên các bạn hãy cứ hỏi, đặt câu hỏi, hỏi cho trước khi mà để cho người ta dẫn đi mình xem nhà cho nó ngã ngũ. Chứ không đến cái lúc mà mình không có hỏi ra, đến lúc mà người ta ăn cái số tiền bù lợt đó, người ta không cho lại mình, thì thực sự như cái người mình biết là người ta rất là bức xúc. Và người ta bức xúc, người ta rất chi là bực mình. Như cái điều đó là lỡ rồi, đã xong mua nhà xong rồi, câu chuyện đã xong rồi mà bây giờ nói lại cũng không được. Và thứ hai nữa là cái đó là người quen trong gia đình, người mở miệng ra mà nói thì nó rất chi là ngại, nên người ta cũng không nói ra thì người ta chấp nhận chịu thiệt. Thế nhưng mà thực sự với các bạn là mình nói đến là cái người salesman kia, mình khẳng định một câu là ngu. Xin lỗi các bạn, mình dùng từ ngu, là mình nói thẳng là rất chi là ngu. Bởi vì cái đầu người ta ngắn lắm, người ta ăn cái tiền đó là người ta chỉ ăn cái tiền chộp giật trước mắt thôi, chứ người ta không có nghĩ đến cái đường dài. Thông thường Việt Nam mình hay có một câu nói là mình ăn con tép bỏ con tôm nữa các bạn. Tham chỉ chộp giật trước mắt thôi. Thực sự với các bạn là nếu như các bạn ai ở Canada này thì biết làm salesman, các bạn đâu có phải là mua một căn nhà cho người khách hàng và vĩnh viễn không bao giờ người ta nhờ bạn mua nhà tiếp nữa đâu. Bởi vì các bạn, nếu như các bạn làm salesman ở Canada, nếu như mà là một người có tâm, có đức mà tốt, thì các bạn mua một căn nhà này cho tôi chẳng hạn, tôi thấy các bạn nhiệt tình, các bạn tư vấn cho tôi chuẩn chính xác, tôi thấy thích, tôi được còn giới thiệu cho bạn, cho bè tôi. Và sau khi đó thì lại bản thân tôi là ví dụ như là tôi còn mua bán nhà cửa nhiều lần, hay là tôi còn mua cho con cái tôi, thì các bạn nghĩ là các bạn ăn một lần đó thì các bạn luốt nó có trôi hay cái cục nó vẫn cứ ở cái cổ họng này. Còn nếu như các bạn mà biết đều, biết sống thì ấy, người ta sẽ giới thiệu và người ta còn mua bán nhà cửa nhiều lần. Thì các bạn cứ nghĩ đi, các bạn một lần nữa cứ nghĩ, các bạn tưởng là
tưởng thế là ngon à. Nhưng các bạn dại, mình nói thật là cái người sales man đó là ngu, là dại. Cái đầu lên nó tham cái kiểu như là chộp giật đồng tiền trước mắt thôi, chứ không có khôn để nghĩ cả một cái tương lai dài như vậy. Thế nên mình cũng làm cái video này mình chia sẻ với những bạn mà đang có ý định mà mua nhà mua cửa, thì các bạn hãy cứ hỏi rõ cho tôi là nếu như các bạn mà mua nhà, mà các bạn bán căn nhà bạn và các bạn mua căn nhà khác cùng một salesman, thì các bạn phải được lại một chấm, nhớ là một chấm, cứ 1 triệu các bạn sẽ được bô lọt lại 10.000. Hỏi thẳng. Và nếu như các bạn chỉ mua nhà không thôi thì các bạn không phải 5 chấm, thì 1 triệu các bạn lại được 5.000, thì số tiền nó không nhỏ. Thì nên mình khuyên các chia sẻ với các bạn, mà mình cũng khuyên các bạn là không lên đi salesman người quen, không đi lên salesman, đi cái agent đó người quen, tốt hơn hết là người quen. Bởi vì nhiều khi người quen ấy mình lẻ, mình không có nói ngay từ đầu ấy, thì mình cứ nghĩ rằng là người ta đi mua bán cho mua bán nhà cửa cho người khác, người ngoài, là cái luật của nó là người ta cũng cho như vậy. Thì bây giờ người quen người trong nhà, người thân thiết mấy chục năm, thì nghĩ nhiên là người ta cho người ngoài như vậy thì người ta cũng phải cho người nhà mình như vậy, đúng không? Nhưng đây nó lại lợi dụng cái sự quen biết. Mình không hỏi trước, nó lợi dụng cái đó thì nó lại im luôn, nó ăn luôn cả cái tiền bô lọt đó. Thế nên mình hôm nay mình làm cái video này mình chia sẻ, thực sự ra mà nói cái số tiền 8.000 nó cũng là lớn chứ không phải là lớn, mà cho lại có 1.000, thực sự bà cái số tiền 7.000 còn lại nó không phải là cái con số nhỏ lớn. Thế nhưng mà 7.000 thực sự với các bạn là nói lớn thì cũng rất như là lớn, nhưng mà nói nhỏ thì nó cũng giống như hạt cát ấy, đâu có ăn được hết cả đời đâu. Nên có ăn hết cả đời đâu. Mình mất 7.000. Mình biết là mình thiệt thòi, mình mất 7.000, nhưng mà mình lại mua được cái tư cách của cái con người đó, và mình biết được cái tư cách của con người đó, và mình biết được cái tính tình của con người đó. Thì thực sự để mình biết như vậy để mình tránh về tương lai, thì 7.000 này để mua một cái nhân cách của con người thì nói đi thì 7.000 nó rất chi là lớn, thì rất chi là tiếc. Thế nhưng mà nói lại, bỏ 7.000 để mua một cái nhân cách con người thì ai còn rẻ lắm các bạn. Cái gì theo mình nghĩ, cái gì mà bỏ đồng tiền ra mà mua và hiểu được cái nhân cách con người thì thực sự là nó là rẻ. Nó là rẻ rách. Nên mình khuyên những cái bạn mà đang ở, nhất là những cái, bởi vì có một số em là đi du học hay là đi du lịch qua này, các em cũng ở đây mấy năm thôi, thì các mình cũng chia sẻ với các những cái em mà mua nhà lần đầu tiên. Bởi vì nhiều khi mà mình mua nhà lần đầu tiên thì mình cũng không hiểu về luật mua nhà lắm, và mình cũng bỡ ngỡ, mình cũng không hiểu như thế nào. Thì hôm nay mình làm cái video này mình chia sẻ là cho những cái em, những ai đang sinh sống ở Canada hoặc là bất kỳ một đất nước nào mà muốn mua nhà ở Canada thì hãy lên hiểu đấy. Không phải là người Canada người ta cho lại phần trăm như vậy, mà bất kỳ bạn ở một đất nước nào bạn muốn mua nhà ở Canada là người ta cũng phải cho bạn phần trăm như vậy, chứ không phải là người Canada không. Thì mình làm cái video là mình chia sẻ cho những cái người nào mà mới mua nhà lần đầu tiên, chưa có rành luật về mua nhà lắm, thì các bạn hay lưu ý điều này là lên tìm một người salesman. Theo như mình ấy, thì cứ đi người ngoài cho dễ ăn dễ nói, tìm một người salesman mà có tâm, có đức, nhiệt tình để tìm cho bạn một căn nhà chuẩn và tư vấn cho các bạn một căn nhà mà để cho chuẩn cho các bạn. Chứ còn các bạn đừng có cả lẻ là thấy bạn bè hoặc là người thân làm cái nghề salesman thì mình mua để mình đi với người ta để ủng hộ người ta, thì đến cái sự mà mình nhiều khi mà nó làm cái người thân người quen thì nhiều khi là những cái phần trăm đó mình lại không nói. Mình cứ nghĩ là mình cứ nghĩ đơn giản là thiên hạ người ta cho như thế nào thì dĩ nhiên là người trong nhà người ta cũng không cho hơn, thì người ta cũng phải cho bằng. Thế nhưng mà thực sự ra các bạn nói là cái đấy là cái suy nghĩ đơn giản của những cái người giống như là bản thân mình hay là mọi người giống nghĩ đơn giản như vậy thôi. Chứ còn mình mà gặp phải cái người mà tham, gặp phải cái người mà tham thì thực sự là kể cả là người trong nhà đó người ta cũng ăn luôn cái tiền
cái tiền bonus của các bạn. Thế nên mình làm cái video này, mình các bạn hãy lưu ý, và những cái bạn nào mà đang muốn mua nhà và ấy thì khách hàng bạn hạn lưu ý điều này, không thì cái sự thiệt thòi và cái sự thiệt thòi nhất là về những cái người bạn mua nhà. Và các bạn lên, nếu mà đi người thân thì các bạn nên hãy không đừng ngần ngại, cứ hỏi luôn từ đầu. Là ví dụ như là các bạn cứ nói là người họ phone cho người này, người salesman người kia, người ta cho lại phần trăm như vậy, thì bây giờ người trong nhà thì cứ cái gì cũng hỏi luôn cho mai sau đỡ mất lòng, là đấy phần trăm như vậy thì có cho được hay không, thì các bạn cứ hỏi luôn cho nó chuẩn, nếu như các bạn muốn đi người ngoài. Còn theo như tôi thì từ nay, bản thân tôi từ nay giờ đi và sẽ sợ đến kinh đến giả, sẽ không bao giờ và never forever my life, không bao giờ mình động tới cái người nhà, cái người thân quen để giúp mình bất kỳ một căn nhà như thế này nữa, cái bạn tìm một căn nhà như thế nữa, bởi vì là người ta sống không biết đẻo. Thế nhưng mà cũng không sao, mất tiền nó có 7.000 bạc thôi, nhưng mà mình mua được một cái nhân cách con người và mình hiểu được một cái con người, thì đối với 7.000 này nó hãy còn quá rẻ, nó hãy còn rẻ lắm. Bởi vì theo như mình nghĩ, những cái gì mà mình mua được bằng tiền, mà tiền mà nó tính được nhân cách con người, thì nó là rẻ. Thế nên hôm nay mình chia sẻ với các bạn như vậy. Thì các bạn nào mà mua nhà lần đầu tiên ở Canada mà không hiểu về như vậy, thì các bạn hãy lưu ý là mua nhà thì các bạn phải được phần trăm như vậy nhé, chứ không thì là mình sẽ bị thiệt thòi. Okay. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Giờ các bạn thấy video của mình hữu ích và hay thì hãy bấm like và share cho mình. Xin cảm ơn các bạn nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp nhé.